Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 7. Thì mình chúc quý cô chú anh chị và các bạn mình có một buổi trưa thật là vui vẻ, sức khỏe và bình an ha. Luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ và cũng như là cập nhật một vài thông tin nữa gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Những thông tin mới, những thông tin mà chị Ni muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Chị Ni có chia sẻ một bài viết như thế này nè cả nhà. Nếu tính 12 triệu cho cái bàn thờ thì Hồng Loan chuyển trả liền, có gì đâu mà khó. Tại Hồng Loan tưởng 9 triệu rưỡi do thông tin một số người báo giá cho Hồng Loan, chứ 12 triệu thêm 2 triệu rưỡi nữa mà thậm chí bàn thờ có 250 triệu cũng trả tắt. Nhưng cho hỏi ngược cái nha, giờ đòi cái bàn thờ rồi cái tiền khai thác được hình ảnh của chú Năm thông qua công ty BH đó. Nếu Hồng Loan đòi thì tính quy ra bao nhiêu cái bàn thờ nhỉ? Hỏi thì hỏi vậy thôi, để ra đời học định nghĩa hai chữ liêm sĩ, chứ lỡ rồi ai mà đòi nhắc cho nhớ, công ơn thôi. Đó, câu chuyện mỹ phẩm hôm qua tôi nói ngậm máu phun người, tê làm cho tới luôn, đó, tê làm cho tới luôn đó nha. Tưởng tôi lên đính chính là dập tôi đó hả? Nói rồi giữ nguyên tin nhắn Zalo, gặp nhau đối chất, muốn lấy lại danh dự thì tôi đây cho lấy. Tôi nói sai, tôi biến khỏi cộng đồng mạng và số tôi đó, và số hàng tôi sẽ đền bù tất. Ni cũng xin lỗi mọi người tại sao hôm qua Ni phải lên bài vạch trần lòng tốt của anh Vũ Le. Nếu không hạ được uy tín, nếu không hạ được uy tín của Hồng Loan á, nếu không có ngụ ý muốn đẩy Hồng Loan đi xa, Ni sẽ im lặng mà để mọi chuyện pháp lý xong xuôi, Ni sẽ chôn vùi. Đằng này đi sai con đường còn cấu kết người ngoài hãm hại em gái mình thì Ni không gì phải cả nể. Đó, từ hôm nay tiếp hết. Đó, chị Hồng Ni đã tuyên bố theo quý cô chú anh chị, kể từ hôm nay tiếp hết không có ai gọi là được gọi là hãm hại Hồng Loan được. Phải nói là cái câu nói này phải nói là quá là tuyệt vời, giống như thay lời muốn nói, thay lời cố nghệ sĩ nói với cả nhà, không có ai hãm hại được con gái của tôi Nguyễn Cỏ Thị Hồng Loan. Rồi quý cô chú anh chị, phải nói là sao mà một người lớn, một người làm được ra tiền và cũng như có show có chậu, là một người có cái danh phận là nghệ sĩ ưu tú mà lại đi đòi tiền có mấy triệu bạc của chú anh chị. 9 triệu rưỡi thì thêm có 2 triệu rưỡi nữa chứ bao nhiêu, đúng không cả nhà? Đó, nhưng mà lại đi đòi như vậy. Nói chung là cái con số này là con số lẻ thôi, con số lẻ của chị Ni thôi, 250 triệu chị Ni cũng trả được nữa chứ nói ở đó. Nhưng mà thử hỏi cái tiền mà gọi là khai thác thông tin hình ảnh mà đăng trên kênh YouTube của anh ta đó thì anh ta có trả hay không? Đó, bây giờ trả lời đi. Cả cộng đồng mạng của chú anh chị, em biết nha, cả cộng đồng mạng bây giờ mọi người là muốn anh ta trả lại cái số tiền mà anh ta khai thác được. Đó là giống như một cái tiền cách xê, một cái tiền lương của có nghệ sĩ lúc cuối đời cả nhà, mất rồi nhưng mà bị một người cho rằng đó là con nuôi khai thác và cũng như là bỏ túi. Có khán giả nói như thế này nè, tiền từ BH á, từ hình ảnh ba là của ba, không phải của riêng anh không có quyền giữ làm của riêng, nó là những đồng tiền cát xê cuối cùng của ba, ai cho phép anh tự ý giữ làm của riêng? Ba em không dạy con mình như thế, anh đã học từ ai? Đó, cô chú anh chị, ba không có dạy như thế, anh đã học từ ai mà anh lấy, anh vụ lợi, anh lấy những hình ảnh rồi anh đăng lên trên kênh rồi anh bỏ túi, rồi tới bây giờ thì anh không chịu trả mà anh còn đòi ngược lại cái tiền bàn thờ các kiểu thế này thế kia, như vậy á, là anh có đáng làm anh hay không? Đó là những câu hỏi của khán giả, và khán giả muốn cho mọi người biết cái người này á, thật sự là không có liêm sĩ như chị Ni đã nói. Đây là một cái bài học liêm sĩ của cuộc đời, của cuộc sống. Con số tiền nó không bao nhiêu nhưng mà nó đánh giá được cái con người và cái lòng người. Ở dưới đây thì có vài comment em xin phép đọc và chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Chị Minh Diệu thì có nói là giọt nước tràn ly rồi Ni ơi, nếu em an tỉnh họ sẽ dùi em đó, không nể gì cả. Cả má Tư nó cho người công kích má và em Hồng Loan, nó sẽ dùi sau đó. Chúc em ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống nha. Anh Linh Tý và chị Bích Trâm cũng có chia sẻ là thương anh Thái quá nè. Cảm ơn chị Ni và Hồng Loan, mình cố gắng hết mình. Thương Ni quá vì danh dự Hồng Loan mà Ni chiến hết mình.
mong anh em còn lại mãi mãi bền chặt. Thiệt tình nếu Hồng Loan mà không có Ni thì không biết bây giờ Hồng Loan sau nữa, chắc bị anh Vũ Le này á đem ra biển cho cá ăn rồi, chán là thật. Trả 2,5 triệu liền, nghe mà tức. Còn tiền BH cho Vũ Le ăn đi, không thèm đòi, nói cho mọi người nghe chơi thôi. Thì cô chú anh chị mình nói thì nói vậy, nhưng mà em nghĩ là phải, nếu mà đòi là cái tiền bàn thờ đó, đó thì bây giờ cái tiền đó, cái tiền hình ảnh đó thì nên trả lại cho cố nghệ sĩ ha, chứ mà lấy tiền đó thì ăn cũng không có ngon đâu. Của thiên sẽ trả địa thôi, nếu mà mình sống sống mà có tình có nghĩa, yêu thương ủng hộ đứa em gái, ủng hộ và cũng như bảo vệ đứa con của ba mình thì cái tiền đó nó quá bình thường. Còn đằng này không ủng hộ mà lại vùi dập và cũng như là muốn triệt hạ cần câu cơm của em mình nữa thì cái sự việc đó cần phải làm ra cho ra lẽ. Cộng đồng mạng ai cũng phẫn nộ, yêu cầu anh ta phải trả lại cái tiền, cái hình ảnh của cố nghệ sĩ ha cả nhà. Quá là bức xúc luôn cô chú anh chị. Trong từ hôm qua nay thì mọi người ai cũng bức xúc và hầu như là tẩy chay, kêu gọi tẩy chay anh đó, ha. Ở trên đây thì em cũng có đọc được một bài viết của anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Chị Bích Trâm có nói như thế này: Mớm ơi, hay là em ủy quyền cho chị đòi 300 triệu tiền BH đi em. Chị khổ quá mớm ơi, chị vớt lại cái vụ 200 đô bỏ uổng em ơi, đắng thiệt. Đó cả nhà thấy không? Anh Linh Tý và chị Bích Trâm luôn luôn ủng hộ và yêu thương Hồng Loan, ủy quyền cho hai anh chị đi, bây giờ đi làm đi đòi 300 triệu để vớt lại cái vụ 200 đô, 200 đô mà chị Ni đã chia sẻ và cũng như là có nói đó quý cô chú anh chị. Nói phải nói ra là hết sức, quá sức rồi cả nhà. Tới gần cuối rồi nhưng mà vẫn không tha được cô chú anh chị. Có lẽ là ganh tị vì cái lòng nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị mà thôi, chứ không có cái gì mà ra cả cả nhà. Và cũng như là tin á, tin vào cái lời ngon mật, ngon ngọt của bông hậu ao làng á cô chú anh chị. Và em cũng chia sẻ đến cả nhà mình một thông tin luôn. Ngày mai á, thì quán bún bò hủ tiếu bò viên của Bùm Bùm sẽ khai trương. Cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ Bùm Bùm ha cả nhà. Đó. Để em tìm cái thông tin coi hủ tiếu bò viên thì nằm ở cái số là 181 sẹt 43 sẹt 4 đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận. Đó. Thì Bùm Bùm sẽ khai trương quán hủ tiếu bò viên, tên là Bùm Bùm luôn, nó nằm trong hẻm ha cả nhà, 181 sẹt 43 sẹt 4 đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, cũng gần số 5 mà chứ không có xa đâu quý cô chú anh chị. Đó là cái thông tin ha, thông tin em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình luôn. Rồi, coi một thông tin nào nữa ta. Thông tin tiếp theo nữa là ngày mai nữa cả nhà. Ngày mai chị Hồng Loan sẽ livestream trực tiếp ha. Tại vì hôm trước cô chú anh chị mình còn nhớ chị Hồng Loan cũng có chia sẻ là cái phiên live đó, nhưng mà nó trùng vào cái quốc tang nên chị phải hoãn lại. Hôm nay thì chị tiếp tục lại thông báo đến mọi người là livestream 12 tiếng để chia ăn khách hàng và cũng như là có những mặt hàng sale. Lại live 12 tiếng từ 12 giờ trưa ngày mai cho tới 12 giờ tối luôn cô chú anh chị, cho tới khuya luôn á. Là có chị Hồng Loan nè, có chị Bùm Bùm nè, có anh Sang nè, có vợ anh Sang nè, có chị Hồng Ơ nè, có anh Hải nè, rồi có ai nữa ta, anh bé bò nữa cả nhà. Nói chung là có đầy đủ tất cả các anh chị trong đó nữa, live các nhãn hàng nữa, ngoài cái mỹ phẩm ra thì còn có tất cả các nhãn hàng nữa, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Phải nói là chị Hồng Loan sẽ làm được những cái điều này và cũng như là giúp cho bà con cô bác của mình tiếp cận được những cái sản phẩm mà được sale giá rẻ mà lại đạt chất lượng cao ha. Đó là những gì mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình luôn. Ngày hôm qua thì chị Loan cũng có đi đến tang lễ của nghệ sĩ Lê Hùng để viếng và cũng như là chia buồn cùng gia đình. Thì cả nhà mình cũng biết là ai không biết ai lấy cái gì đó bỏ túi riêng rồi xong qua cầu rút dáng xong thì để lại cái gọi là cái ơn cái nghĩa, chị Hồng Loan phải đi trả ha quý cô chú anh chị. Anh chị mình còn nhớ tối hôm qua đó thì cái chị T đó, chị có gọi là binh vực anh Vũ Le, có lên bài viết đính chính cho anh Vũ Le là không có bơm hàng gì cả cả nhà. Và anh Vũ Le vào bình luận đó, nói chị Ni là ngậm máu phun người, gieo tiếng xấu cho anh ta. Rồi sáng hôm nay thì em tìm lại cái trang cá nhân của chị T này, nhưng mà chị T này đã ẩn nó đi rồi,
đã không còn ở trên mạng xã hội nữa cô chú anh chị, em tìm không thấy nữa. Thì mọi người đang rất là phẫn nộ, không biết vì lý do gì và cũng như là vì cái động cơ gì hai người này có cấu kết với nhau hay không như thế nào đó mà lại tấn công chị Ni là người bảo vệ và ủng hộ chị Hồng Loan, trong khi chị Hồng Loan là người đang bán mỹ phẩm cho chị Tê đó, nhưng mà chị Tê lại binh vực anh Vũ Le này, không biết bên trong có ẩn tình gì không. Nhưng sáng hôm nay thì không thấy cái trang cá nhân của chị ấy nữa, mọi người đang dồn dập và cũng như là suy nghĩ về cái hành động và cộng động cơ của chị này. Nói là chị này có một cái nhà hàng gì đâu ở bên gần quận 7 gì đó, quận 4, quận 7 chuẩn bị khai trương gì đó, chắc có lẽ là chị này không muốn còn bán, không muốn bán nữa hay sao mà lại chị lên lại tiếp tay cho cái người mà gọi là phản phúc như anh Vũ Le này đó, không nhớ ơn nhớ nhớ tình nhớ nghĩa của người cha nuôi mà lại làm như những việc vậy, mà có những cái câu nói mà gọi là không xác thực. Thì chị Ni cũng có chia sẻ đó cô chú anh chị, bằng chứng ngày có cái camera và cũng như là show những tin nhắn của Zalo ra, thì nếu ba mặt một lời giáp mặt nói chuyện, nếu mà chị Ni nói sai thì chị Ni sẽ gọi là rời khỏi Hồng Loan, rời khỏi cái drama và cũng như là biến mất ở cái mạng xã hội đó. Chị Ni cũng có nói chia sẻ như vậy đó, thì ba mặt một lời đã nói như vậy rồi, có dám thì bước ra đó, cả nhà cũng thấy rồi đó, chị Ni nói là làm và có bằng chứng hẳn hoi đầy đủ ha cô chú anh chị, chứ không phải là nói suông. Nói suông thì ai nói không được, nói bằng miệng thì ai nói không được, nói phải có bằng chứng. Nên nó chị Ni rất là tức, và cũng như là kể từ bây giờ chị Ni tuyên bố là tiếp chiến tất cả những ai mà gọi là muốn chiến, từ mì cay nè, Vũ Le nè, Ao Làng nè, hay là bất cứ ai mà muốn chiến thì cứ nhào vô đó, chị Ni sẽ tiếp hết đó. Phải nói là chị Ni là một người quá là tuyệt vời, và cũng như là không có sợ những cái thế lực gọi là tiền bạc, dùng tiền bạc để mà mua chuộc hay như thế nào đó, thì chị Ni coi như là bình thường thôi cả nhà, coi tất cả là bình thường, không có sợ mà hay là lay động trước những cái những người như vậy, trước những thành phần như vậy. Mọi người đặt ra câu hỏi rất là nhiều và cũng như là kêu gọi anh Vũ Le phải trả lại những cái gì mà anh Vũ Le đã lấy của cố nghệ sĩ ở cuối đời. Thật sự anh không xứng đáng cầm những cái đồng tiền đó. Và chị Bích Trâm cũng nói là quỹ quyền cho chị đi, để chị đòi lại 300 triệu. Khán giả nói là tôi yêu quý những gì mà hôm nay trên bài viết này quá là tuyệt vời. Đó là bài viết của chị Bích Trâm đó quý cô chú anh chị. Bích Trâm chuẩn nè, 200 với 100 che đó, của sao chắc trả nợ hết rồi đó. Bà không sợ bị mắng cái câu ngậm máu phun người hả Trâm? Chị Trâm phải nói là thẳng thắn thật thà của chú anh chị. Trước đó thì chị Trâm cũng có chia sẻ một cái bài viết trên cái trạng thái của mình và cũng như là cái trên cái đường like của mình đó, nói là đi đâu là đi một hàng chứ không có đi hai hàng. Đi hai hàng rất là khó đi, mỏi lắm, rất là mỏi. Và cũng như là có sao nói vậy, ai chơi tốt thì chơi, chơi không tốt thì thôi, nghỉ, gạch mặt, không chơi nữa. Đó là cái tính thẳng thắn của những người mà thật sự như là chị Bích Trâm. Em cũng rất là thích cái tính của chị, của cô chú anh chị. Có sao nói vậy cứ nói thẳng. Nhưng mà cái ai nói gì nói ha, chứ nhiều khi thẳng sẽ mất lòng, nhưng mà nó thật cô chú anh chị. Khán giả nói là thương hai vợ chồng này lắm nè, hay quá Trâm ơi, đòi đi Trâm, bỏ cho nó ăn uổng, đòi lại nuôi chó còn hơn cho nó. Khán giả này nói hay nè cả nhà, đòi lại mua đồ ăn cho chó còn hơn cho nó. Tuyệt quá Trâm ơi, status hay nhất trong ngày, ai nhột thì tự liên hệ Hồng Loan trả đi nha. Chị giúp chị Hồng Loan đòi lại đi chị, chứ không thôi á, cho nó ăn uổng quá, thà cho người nghèo hoặc những người mình yêu thương còn hơn. À được đó, ủng hộ hai tay luôn. Có khán giả là nói ủng hộ Hồng Loan quỹ quyền cho Bích Trâm đi, đòi nó cho nó quê luôn đi em, tội nghiệp Hồng Loan quá. Mà cái Vũ Le ché đỏ. Vũ Le ché đỏ à, anh hai gì thật là quá là khốn nạn gì nè, nó quá chửi luôn cả nhà, chửi thật sự luôn, quá dữ luôn. Mãi yêu Bích Trâm, đòi luôn tiền MV triệu view của Hồng Loan nữa. Linh Tý ơi, tới luôn ủng hộ mọi người, ra phường công chứng ngay và luôn đi, ủng hộ ha, ủy quyền luôn. Tôi ủng hộ nhé, hình bóng bình bóng nó cạn tình thì mình cạn nghĩa vậy thôi, cho nó sòng phẳng. Ủng hộ hai vợ chồng Linh Tý và Bích Trâm, ủng hộ Loan ủy quyền cho BH cho Bích Trâm nha. Đúng rồi, chị nên lấy lại hết cho chị, ủng hộ anh chị. Và đa phần là những ủng hộ không cả nhà. Và giống như cũng như là đây là một cái status phải nói là quá là tuyệt vời trong ngày hôm nay ha. Làm người anh mà bị người ta nói quá trời mà không trả nữa. Em nghĩ là đòi thì đòi chứ mặc dày, biết sức nào mà trả cô chú anh chị. Bây giờ đòi hoài,
đòi hôm nay đòi không được, qua năm năm sau đòi tiếp, đòi hoài, cuối cùng là nhục mặt, và nhiều khi là cũng giống như da thôi, sự nghiệp tiêu tan, không ai dám mời luôn. Cô chú anh chị nhìn cái kiểu đó thì thôi, chỉ có nước mà độn thổ mà thôi. Cô chú anh chị hôm bữa thì cô chú anh chị nhớ hôm da đội quần rồi về cái vụ BH ở Hà Nội đó, thì da đội quần rồi hôm nay thì tới lại anh Vũ Le, chắc ảnh là người thứ hai quá. Bây giờ cũng là khác họ, hai người khác họ luôn ha cả nhà, đứa cháu khác họ và đứa con nuôi khác họ đó. Định vô muốn muốn gọi là độc chiếm độc tài, muốn đồng sở hữu nữa hay sao á, có những âm mưu toan tính gì đây nè, không biết được ha. Thôi thì em xin phép, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở cái video tiếp theo ha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi, đó là hai thông tin mà muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Và những thông tin khác như là chị Bùm Bùm sẽ mở khai trương vào ngày mai, em đã cũng có đọc địa chỉ rồi, và ngày mai thì chị Loan cũng có khai trương, chị Hồng Loan thì cũng có livestream, chứ livestream những sản phẩm của chị Hồng Loan sale và những cái nhãn hàng phải nói là uy tín. Mời cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh Tấp Tấp của chị Loan ha, vào 12 giờ trưa ngày mai cho tới 12 giờ tối luôn, cô chú anh chị live 12 tiếng luôn ha, và có những khách mời đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ.